Trương 2091, vậy mời Đường đại sư hãy nghỉ ngơi ở chỗ này hai ngày." Đường Tuấn thản nhiên ngồi xuống, còn Đồ Yên Nhi vẫn đứng ở sau lưng anh, giống như một hầu nữ, không hề có ý định ngồi xuống. Một màn này khiến Trác Bình trong lòng không khỏi chấn động, một lần nữa khẳng định suy đoán của mình là đúng. Thương thế của anh chắc hẳn có liên quan tới tinh lộ. Đường Tuấn bỗng nhiên nói, "Làm sao Đường đại sư biết được chuyện này?" Trác Bình ngạc nhiên bởi anh ta từ đầu tới cuối chưa hề đề cập tới thương thế của mình. Đường Tuấn chỉ vào ngụm máu mà Trác Bình phun ra, nói trong này ẩn chứa một tia không gian năng lượng. Nhìn biểu hiện của anh như vậy, xem ra tôi đoán không sai. Hiện tại anh đang giữ hai tiên thiên thần văn, mặc dù không trọn vẹn nhưng từ trước tới nay đều vô cùng nhạy cảm với các loại năng lượng trên thế giới. Lại thêm lúc trước nghe được tin tức, Đường Tuấn ngay lập tức có những suy đoán này. Trác Bình thở dài, nói quả nhiên đường đại sư đã đoán được, vậy tôi cũng không che giấu nữa. Vì tinh lộ mà tôi mà bị thương, đạo sĩ Trung Thanh ở chỗ sâu thế giới phát hiện một đầu tinh lộ, nghe nói có thể liên kết tổ tinh. Nhưng tinh lộ này không hoàn thiện, cho nên ông ta triệu tập tất cả cao thủ nửa bước hóa thần cùng hoàn thiện. Trong quá trình này, tôi không may bị năng lượng của tinh lộ bắn vào dẫn đến bị thương. Hát, tôi cũng không nghĩ một điểm năng lượng lại có sức mạnh đáng sợ như thế nói đến đây trong lòng trác bình vẫn còn sợ hãi nếu như không phải đường tuấn kịp thời xuất hiện kết cục của anh ta cũng không cần nghĩ anh có thể dẫn tôi đi gặp đạo sĩ trung thanh một chút đường tuấn hỏi audio điện tử võ tấn bền nếu như có thể sửa được tinh lộ sau này quay về địa cầu nói không chừng còn có thể sử dụng tinh lộ này trác bình do dự một chút cuối cùng gật đầu nói được hai ngày nữa đúng lúc tôi cũng muốn đi đó Đến lúc đó tôi với anh cùng đi." Đường Tuấn nhìn biểu hiện của anh ta, trong lòng có chút hơi hồi hộp, không lẽ đạo sĩ trung thanh xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh định hỏi lại, nhưng Trác Bình cũng không nói nữa, đi xuống. "Vậy mời Đường đại sư hãy nghỉ ngơi ở chỗ này hai ngày." Trác Bình lấy ra một khối lệnh bài, nói, "Hai ngày này tôi muốn củng cố một chút tu vi, đây là thiết huyết lệnh bài của gia Trác, quyền lợi cao nhất, có thể tùy ý ra lệnh cho người trong nhà họ Trác." đường đại sư cầm trước nếu như có chuyện gì xảy ra đột ngột người nhà họ chắc có thể thay anh xử lý đường tuấn không chút khách khí cầm lấy lệnh bài có gia đình nhà họ chắc hỗ trợ anh có thể bỏ đi không ít phiền phức nói xong trác bình cho người dẫn đường tuấn tới đi long ngâm cư sau đó ông ta liền về phòng ông ta nhất định phải tận dụng hai ngày này loạt bỏ một vài nguy hiểm tiềm ẩn mà chỗ bị thương để lại tránh nguy hiểm sau này trác bình về phòng không lâu ở một nơi khác của nhà họ chắc chắc Kim Phượng cũng đang tiếp đón một vị khách. chương 2092 Nguyên Vô Địch Chắc Kim Phượng hung hăng trợn mắt liếc Nguyên Vô Địch, nếu không phải cùng nhau lớn lên, cô chắc chắn sẽ nghĩ anh ta tới đây để cười nhạo mình. Xem ra là thật, nhưng mà chắc lão luôn coi cô là tương lai của gia đình nhà họ chắc, hết mực yêu thương, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Nguyên vô địch có chút không hiểu nói. Chắc Kim Phượng sờ tay lên mặt, mặc dù dấu đỏ đã biến mất, thế nhưng cảm giác ấy cô vẫn nhớ như in. Cô bất mãn nói, bởi vì... Cô kể lại chuyện đã xảy ra cho Nguyên vô địch nghe mà không chút giấu giếm hay phóng đại. Nguyên vô địch nghe xong, sắc mặt hơi trầm xuống, nói chuyện này chắc lão làm quả thật có chút quá đáng. Cô dù sao cũng là cháu gái ruột của ông, người ngoài làm sao có thể so sánh được. Hay là, chuyện này tôi sẽ giúp cô. Chờ chắc lão xuất hiện, tôi nói chuyện với ông ấy một chút, còn kia, tôi giúp cô xử lý, Cô muốn như thế nào, tôi sẽ làm như thế. Nghe Nguyên Vô Địch nói vậy, Trác Kim Phượng lập tức tỏ ra mừng rỡ, mím môi nói: "Thế thì tốt quá." Cô vốn có lòng tin đối với Nguyên Vô Địch, bởi vì Nguyên Vô Địch là người trẻ tuổi nhất trong tiểu thế giới này luyện được nửa bước hóa thần, chắc chắn có thể ngang tài với ông nội cô. Hơn nữa Nguyên Vô Địch còn là cháu trai của đạo sĩ Trung Thanh. Đạo sĩ Trung Thanh ở thế giới này giống như thần vậy, cho nên thân phận của Nguyên Vô Địch cũng rất đặc biệt đi thôi trước tiên tôi dẫn anh tới long ngâm cư nghỉ ngơi đã chắc kim phượng tâm tình đã tốt hơn nhiều cười nói nguyên vô địch gật đầu một cái xem như đây chỉ là chuyện nhỏ long ngâm cư là nơi gia đình nhà họ chắc dùng để tiếp đón những vị khách quý với thân phận của nguyên vô địch cũng chỉ có long ngâm cư xứng với nhưng khi chắc kim phượng cùng nguyên vô địch đi tới bên ngoài long ngâm cư lại phát hiện bên trong long ngâm cư có người ở người nào đang ở long ngâm cư sao tôi không biết trác kim phượng nhíu mày bất mãn nhìn về phía tên thuộc hạ canh giữ long ngâm cư là một vị y sư thủ vệ trả lời trác bình ban nãy vội vã rời đi không kịp nói rõ ràng chỉ kịp nói thân phận của đường tuấn trác kim phượng cười lạnh nói chỉ là một y sư làm sao xứng vào ở long ngâm cư mau cho người đuổi anh ta đi tôi muốn sắp xếp cho người khác vào thủ vệ đáp như thế không hay cho lắm người này là khách quý của lão gia trong Long Ngâm cư còn rất nhiều phòng, cô chủ có thể chọn một phòng bất kỳ. Chắc Kim Phượng chỉ vào Nguyên Vô Địch, hỏi ngược lại, anh có biết người này là ai không? Thủ vệ lắc đầu. Nguyên Vô Địch mỉm cười nói, tôi là Nguyên Vô Địch. Anh cảm thấy người kia có tư cách ở cùng tôi không? Chương 2093, ông nội cô không nói rõ với cô hay sao? Tên thuộc hạ không thể làm gì khác, đành quay người tiến vào Long Ngâm cư, thật sự muốn đuổi vị y sư kia nguyên vô địch và trác kim phượng bên ngoài chờ đợi một mặt nhẹ nhõm lòng ngâm cư của gia đình nhà họ chắc ta chỉ chiêu đãi các cao thủ thấp nhất cũng là nửa bước hóa thần người đó chỉ là một tên y sư nhỏ bé cũng dám vào ở trác kim phượng rất bất mãn nói nguyên vô địch cười nói không việc gì phải tức giận trên đời này chắc chắn vẫn còn một vài người không tự lượng sức mình rất nhanh sau đó tên thủ vệ sắc mặt khó coi bước ra cô chủ người kia không chịu đi Thủ vệ nói, Trác Kim Phượng hừ lạnh một tiếng, trên mặt không biểu lộ gì, nói, xem ra tên y sư này coi mình là quả nhân. Tôi ngược lại thật muốn biết người này rốt cuộc là ai. Nếu là Hàn đại sư và Cao đại sư thì cũng không thể không biết điều như vậy được. Nguyên Vô Địch nói. Nói xong, Trác Kim Phượng và Nguyên Vô Địch liền bước vào bên trong Long Ngâm Cư. Vì được bảo vệ cẩn thận, Long Ngâm Cư bốn phía đều thiết kế trận pháp cách âm, bởi vậy ban nãy bọn họ nói chuyện bên trong cũng không nghe thấy. Mãi tới khi chắc Kim Phượng cùng Nguyên vô địch đi vào phía trong long ngâm cư, tên thủ vệ mới nhớ ra một chuyện, liền vỗ đầu một cái. Trong tay người đó có thiết huyết lệnh bài, thủ vệ tự lẩm bẩm đáng tiếc chắc Kim Phượng đã đi vào trong, không nghe được lời này. Thiết huyết lệnh bài quan trọng như thế nào, cô chủ chắc chắn biết rõ. Thủ vệ suy nghĩ, sau đó cũng không tiến vào nói cho chắc Kim Phượng. Vừa nghĩ tới ý nghĩa của thiết huyết lệnh bài, tên thuộc hạ liền cảm giác lạnh sống lưng. Đây giống như chính Trác Bình ra lệnh, có thể ra vào bất kỳ nơi nào của gia đình nhà họ Trác cũng có thể ra lệnh cho tất cả mọi người. Kinh khủng hơn, nó còn có tác dụng khiến các vị trưởng lão trong gia tộc phải chết. Loại này quyền lợi, Trác Kim Phượng cô chủ cũng phải cúi đầu. Trác Kim Phượng và Nguyên Vô Địch nhanh chóng vào bên trong Long Ngâm Cư, Nguyên Vô Địch hỏi có cần tôi giúp cô ra tay không? Trác Kim Phượng trực tiếp từ chối, nói chỉ là một y sư nhỏ bé có thể làm nên chuyện gì đáng sợ chứ đúng lúc này có hai người từ trong nhà đi ra chắc kim phượng nhìn thấy thì khẽ giật mình sau đó cười lạnh nói hay lắm hóa ra là mấy người trước mặt cô ta chính là đường tuấn và đồ yên nhi giờ phút này cô ta cảm thấy đây chính là đi mòn dày sát không tìm thấy đột nhiên bây giờ ở trước mặt cô ta nghĩ lại liền hiểu toàn bộ sự tình chương 2094, mời ngài ra lệnh. Nghe qua, Đường Tuấn nói, trước đó không lâu anh còn xem bệnh cho một người trong đó, nên đương nhiên vẫn còn nhớ hai cái tên này. Nguyên vô địch lập tức lộ ra một nụ cười, nói, hai người này trước mặt tôi cũng không dám nói như vậy. Cho nên anh tốt nhất cân nhắc xem bản thân đang ở chỗ nào. Không cần nói nhảm với anh ta. Chắc Kim Phượng chế diếu, nói anh cho rằng bên cạnh có người nửa bước hóa thần, bọn tôi không dám làm gì anh sao? Anh vậy là quá coi thường gia đình nhà họ chắc rồi. Cô vỗ tay một cái, mấy chục người ngay lập tức xuất hiện ở trong sân. Không ngoại lệ, những người này đều thuộc cảnh giới Nguyên Anh, trong tay sở hữu vũ khí đứng đầu, nếu cùng nhau liên kết khí tức, chắc chắn có thể tạo ra một trận pháp có thể phát huy thực lực cảnh giới. Nguyên vô địch gật đầu, tán thưởng nói các vị tử sĩ của gia đình nhà họ chắc huấn luyện quả nhiên không tồi, ông nội của tôi đã từng tán thưởng qua chắc chắn sức lực của bọn họ có thể tương đương với ba vị nửa bước hóa thần. Chắc Kim Phượng đắc ý nói, nói đúng hơn là ba cái rưỡi. Gia đình nhà họ chắc tôi đã từng khảo nghiệm rồi. Cô ta quay sang đường Tuấn, nói anh nên cảm thấy vinh hạnh vì được chết trong tay bọn họ. Đường Tuấn nhìn về phía mấy chục tên tử sĩ, ánh mắt ngưng lại. Hắn bây giờ chưa phục hồi đủ tu vi, chỉ dựa vào một mình đồ yên nhi, sợ rằng sẽ bị những người kia dễ dàng giết chết các người thật sự muốn ra tay với tôi, Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Trác Kim Phượng cảm thấy buồn cười, châm chọc nói, không ra tay với anh, chẳng lẽ bọn họ ra tay với bọn tôi. Chuyện này thật sự có thể, các người mau bắt cô ta lại. Đường Tuấn chỉ vào Trác Kim Phượng, quay sang ra lệnh cho 10 tên tử sĩ. Nguyên vô địch ở một bên lắc đầu cười lạnh, người này đúng là điên thật sao. Anh ta muốn tử sĩ của gia đình nhà họ chắc ra tay với cô chủ của bọn họ anh ta thật sự coi mình là Trác Bình, trong tay có khối thiết huyết lệnh bài hay sao? Đúng là đồ tâm thần, Trác Kim Phượng nói. Trác Bình giao cho ta thứ này, không biết có dùng được không? Lúc này, Đường Tuấn bỗng nhiên lấy ra một vật. Đó là một khối lệnh bài, phía trong nó mang theo khí tức của máu và lửa. Đám tử sĩ nhìn thấy lệnh bài, không chút do so dự toàn bộ quỳ xuống, cất cao giọng nói, chào chủ nhân. Người nào cầm thiết huyết lệnh bài này thì chính là chủ nhân. Gương mặt xinh đẹp của Trác Kim Phượng bây giờ đầy kinh ngạc, Thiết Huyết lệnh bài không giả được. Chính vì thế, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi, thất thanh hét lên, không thể như vậy được. Nhất định là anh trộm Thiết Huyết lệnh bài, ông nội của tôi không thể nào giao lệnh bài cho anh được. Cô ta là cháu gái mà Trác Bình yêu quý nhất, làm nũng rất nhiều lần nhưng Trác Bình đều không cho cô Thiết Huyết lệnh bài. Vậy mà bây giờ, Thiết Huyết lệnh bài lại đang ở trong tay người ngoài chương 2095, Yên Nhi, bắt lấy bọn chúng. Cô ta mặc dù là cô chủ của gia đình họ chắc, nhưng bây giờ lại không đủ tư cách ra lệnh cho những tử sĩ này. Dừng tay, Nguyên vô địch đứng chặn trước người chắc Kim Phượng thét lên. Anh ta lạnh lùng nhìn về phía đường Tuấn, khinh thường nói, dựa vào một khối lệnh bài để ra tay với con gái, vậy mà không sợ mọi người chê cười sao. Nếu có bản lĩnh, tới đây đấu tay đôi. Cũng bắt anh ta lại cho ta. Đường Tuấn chỉ vào nguyên vô địch ra lệnh một lần nữa. Nếu liều mạng không quan tâm thương thế, anh có thể tiêu diệt tên nửa bước hóa thần trước mặt này một cách dễ dàng, nhưng có thiết huyết lệnh bài trong tay, anh liền bỏ qua những phiền toái đó. Đường Tuấn vừa nói xong, mấy tên tử sĩ cũng vây nguyên vô địch lại. Tên hèn nhát này, nguyên vô địch giọng điệu mỉa mai. Bắt, đường Tuấn vung tay lên. Hừ, các người cũng không xứng ra tay với ta. Nguyên vô địch kéo chắc Kim Phượng bay ra khỏi sân. Nếu như hôm nay anh ta thật sự bị bắt, sợ rằng sau này sẽ trở thành trò cười của rất nhiều người. Yên Nhi, bắt lấy bọn chúng. Vừa nghe đường Tuấn ra lệnh, cơ thể đồ Yên Nhi nhanh như tia chớp lướt đi, bắt lấy chắc Kim Phượng. Một cô gái nhỏ bé mà cũng dám ra tay với ta sao? Nguyên vô địch diễu cợt nói. Anh ta cũng rất tự tin, cùng lúc đánh ra một chiêu. Anh ta lấy tên là vô địch, lại là cháu trai của đạo sĩ trung thanh có thể nói là giỏi từ nhỏ so với anh ta khí thức của đồ yên nhi cũng không hơn kém là bao nhưng anh ta không sợ bởi vì anh ta cảm thấy bản thân ngang hàng với vô địch đoàn tay gia trưởng của đồ yên nhi và nguyên vô địch chờ đụng vào nhau âm thanh rền vang như sấm lực khí mạnh mẽ tràn ra khắp nơi ngay cả vài tử sĩ cũng không chống chịu được liêm túc lùi về phía sau hai người cũng lui lại mấy bước nguyên vô địch cười lạnh nhờ luồng lực xung kích bay về phía sau. Có thể tiếp một trưởng của tôi, tu vi của con nhóc cô coi như khá tốt, đáng tiếc đi với sai người. Đi với tôi, tên mà bệnh kia có thể cho cô thứ gì, tôi cũng có thể cho cô thứ ấy. Nguyên vô địch đứng ở phía xa, ông ta cảm thấy khoảng cách này đã đủ, không chỉ có cơ thể dừng lại, còn chắp hai tay sau lưng, lớn tiếng nói. Lời nói tràn đầy vẻ khinh thường đường tuấn. Sắc mặt đồ yên nhi đột nhiên u ám, cô đã sớm ngưng tụ thần tâm, Tu vi cảnh giới đã trên cơ nguyên vô địch, chỉ không thể hiện ra mà thôi. Mới vừa rồi sức mạnh bằng nhau, chỉ là do cô khoan dung, không muốn dùng đến toàn bộ sức mạnh, sợ làm bị thương đối phương. Nhưng bây giờ Nguyên vô địch không biết tiến thoái, lại còn dám lên tiếng hạ nhục anh đường của cô, điều này khiến cô hơi tức giận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2096, ai thắng? Ánh mắt ông ta mang đầy ý châm chọc cất cao giọng nói tôi luyện tập lúc 3 tuổi, 5 tuổi vào thần hải, 10 tuổi thành nguyên đan, 20 tuổi thành nguyên anh, 35 tuổi lại lĩnh hội được quy luật, trở thành nửa bước hóa thần. 40 năm, tôi trải qua hơn nghìn trận đấu, chưa thua một trận nào, cho nên tôi đổi tên thành vô địch, hy vọng có đối thủ có thể chống lại tôi. Cô căn bản không biết sức mạnh thực sự của tôi, một trường vừa rồi, tôi chỉ dùng một nửa sức mạnh. Nếu cô u mê bất tỉnh, vậy tôi sẽ cho cô thấy chút sức mạnh của tôi, hy vọng cô đừng hối hận. Nguyên vô địch tự nhiên nói chuyện, rất kiêu ngạo, ông ta có lòng tin rất lớn với thực lực của mình, tự nhận đã nhìn thấu thực lực của Đồ Yên Nhi, không hề tôn trọng cô chút nào. Ông ta chậm chạp xòe bàn tay ra nói, nếu như cô có thể tiếp của tôi một trường này, đủ để kiêu ngạo. Trác nhân Phượng cũng nở nụ cười, lắc đầu thở dài nói, ếch ngồi đáy giếng, khắp nơi là anh cả. Thật không biết cô ta lấy đâu ra sự tự tin ấy. Trong trước mắt, tay hai người trưởng vào nhau. Đoàn, bầu trời nổ vang tạo thành làm mây mỏng trắng, che lấp bóng hai người đổ yên nhi và nguyên vô địch. Ai thắng? Nhất định là nguyên vô địch, mặc dù anh ta trẻ tuổi, nhưng trong lớp người trẻ có sức mạnh vô địch. Cô bé kia nhỏ hơn anh ta mấy tuổi, sao có thể là đối thủ của anh ta? Những tử sĩ kia cũng đếu kinh sợ, thấp giọng tranh luận. Vừa dứt lời, trong làn mây mỏng có người bay ngược ra, lúc thấy dáng vẻ người này, trên mặt đám người đều lộ hoảng sợ người bị đánh bay ngược ra lại là nguyên vô địch hơn nữa cánh tay của ông ta trong tình trạng gãy nát không ngừng chảy máu nhìn thấy mà giật mình a à, giọng nguyên vô địch vừa bi ai vừa căm phẫn ông ta lại đánh bại không ta còn thua bởi một cô gái trẻ lúc trước ông ta còn tự nói tên mình là vô địch bây giờ những lời ấy giống như bàn tay nóng rực tát vào mặt ông ta ai cũng không được hạ nhục anh đường đồ yên nhi làm tản làn mây mỏng Đồ Yên Nhi nhìn Nguyên Vô Địch lạnh lùng thốt lên. Ánh mặt Nguyên Vô Địch, đến tận bây giờ cũng không dám tin. Cút đi, Đường Tuấn vẩy tay. Trác nhân Phượng thấy vậy, tức giận nói, anh phách lối cái gì? Đâu không phải thực lực của bản thân anh, có bản lĩnh anh đánh với Nguyên Vô Địch một trận đi. chương 2097, vậy cháu cảm thấy cần phải làm gì? Nguyên Vô Địch nắm quyền, nhìn bóng lưng của Đường Tuấn, cắn răng nói, được nguyên vô địch ông ta cần gì người khác phải cho cơ hội nếu không phải hôm nay đã mất mặt ông ta nhất định sẽ ra tay lần sau gặp mặt hy vọng cậu vẫn còn dùng khí như vậy nguyên vô địch để lại một câu cũng rời đi ông ta không muốn ở lại sợ mình sẽ không nhịn được đập chết đường tuấn tôi phải đi mời ông nội xuất quan không thể để người này dính líu đến nhà họ chắc nữa trác nhân phượng chuẩn bị đến chỗ bé quan của trác bình Nguyên vô địch lại là cháu trai của đạo sĩ Trung Thanh, đạo sĩ Trung Thanh đã sớm tiến vào hóa thần nhiều năm, giống như thần linh trong thế giới này. Căn bản nhà họ chắc không so sánh được. Anh Đường, bọn họ, ở bên trong Long ngâm cư, Đỗ yên nhi nhìn Đường Tuấn, có chút lo âu. Đó dù sao cũng là một người hóa thần già dạn, không phải người mà mấy thiếu niên hóa thần có thể so sánh được. Đường Tuấn nói, không sao. Nhắc tới, anh vẫn là đệ tử của đạo sĩ Trung Thanh. Cho dù không đề cập đến mối quan hệ này, Đường Tuấn cũng rất muốn biết một chút về thức lực của đạo sĩ Trung Thanh. Hôm nay anh ngưng tụ thần tâm, cũng tính là hóa thần, tự tin lúc khỏe hẳn sẽ không yêu hơn đạo sĩ Trung Thanh là bao. Chưa đến hai ngày, các vết thương trên người anh sẽ lành lại, đến lúc đó không sợ bất kỳ kẻ nào. Nơi Trác bình bế quan, Trác nhân phượng quỳ ở bên ngoài, than thở khóc lóc, khổ cực cầu xin. Ông nội, ông còn không xuất quan, nhà họ Trác chúng ta sẽ bị diệt tộc ai dám tiêu diệt nhà họ trác một tiếng quát trói tai đột nhiên vang lên nơi bế quan vang lên tiếng ầm ầm giống như động đất trác bình chắp một tay từng bước một đi ra ánh mắt vô cùng u ám vết thương của ông ta đã khỏi khí thế mạnh mẽ hơn so với trước trác nhân phượng mừng rỡ vội vàng nói ông nội ông phải làm chủ cho nhà họ trác Cô ta nói hết chuyện xảy ra ở Long Ngâm Cư ra, sắc mặt Trác Bình lại u tối hơn, có chút không vui nói, sao cậu ta dám ông ta lại không trách Đường Tuấn dùng lệnh bài thiết huyết ra tay với Trác Nhân Phượng, mà là thái độ của Đường Tuấn với Nguyên Vô Địch, khiến ông ta rất tức giận. Mặc dù ông ta cho rằng Đường Tuấn có thể một cao thủ ngầm, nhưng còn có thể giỏi hơn đạo sĩ Trung Thanh sao? Ông nội, người này không coi ai ra gì, bản lĩnh không lớn, tính tình kiêu ngạo, nhà họ chắc chúng ta tuyệt đối không thể dính dáng đến anh ta. Trác Nhân Phượng nói, vậy cháu cảm thấy cần phải làm gì? Trác Bình hỏi. Trác nhân phượng đảo mắt một vòng nói, trước thu hồi lệnh bài thiết huyết trong tay anh ta, phủi sạch quan hệ với anh ta, tuyệt đối không thể để lại sơ hở. Nếu không đạo sĩ trung thanh thức giận, nhà họ chắc chúng ta sẽ diệt tộc. Trác bình khẽ cao mày hơi do dự nói, như vậy không được lắm. Ông mới đưa lệnh bài thiết huyết cho cậu ta, lập tức lại thu hồi, tổn hại đến mặt mũi cậu ta. Trường 2098, khi nào đến gặp đạo sĩ Trung Thanh? trong lòng ngâm cư đường tuấn nhìn trác bình hỏi ông muốn lấy lại lệnh bài thiết huyết chẳng biết tại sao bị đường tuấn nhìn chằm chằm như vậy trong lòng trác bình hơi run rẩy nhưng vẫn nói đúng vậy thực lực của cháu gái tôi khá yếu tôi muốn đưa lệnh bài thiết huyết cho con bé phòng thân cầm ra đi đó vốn là đồ của nhà họ trác chúng tôi sau người trác bình trác nhân phượng đưa tay nói với đường tuấn giọng nói đầy sự kiêu ngạo và khinh thường Đường Tuấn lấy lệnh bài ra đột nhiên hỏi, nhà họ chắc các người định mượn chuyện này phủi sạch mối quan hệ với tôi, cảm thấy tôi không bằng đạo sĩ trung thanh sau lưng nguyên vô địch sao? Không sai, chắc nhân phượng không hề che giấu. Đường Tuấn bỗng nhiên cười, nhà họ chắc các người không hối hận sao? Chắc nhân phượng châm biếm nói, hối hận, anh cũng không có năng lực khiến nhà họ chắc chúng tôi hối hận. Nhanh chóng giao lại lệnh bài ra đây. Chắc bình thở dài nói, bác sĩ đường, tôi vẫn công nhận y thuật của cậu, nếu như cậu tình nguyện nói xin lỗi nguyên vô địch, tôi có lẽ có thể xin đạo sĩ trung thanh tha thứ. Không cần, đường tuấn ném lệnh bài thiết huyết cho Trác nhân phượng. Trác nhân phượng nắm lệnh bài thiết huyết, ánh mắt hài hước nhìn đường tuấn nhẹ giọng nói, bây giờ ông ra lệnh cho mấy tử sĩ kia xem xem. Xem lời của ông có tác dụng hay không. Im miệng, Trác bình quát lên. Cho dù đường tuấn không bằng đạo sĩ trung thanh, nhưng cũng là một cao thủ, không phải người mà Trác nhân phượng có thể khinh thường. Trác nhân phượng ngượng ngùng im miệng, nhưng không hề che giấu ánh mắt châm chọc. Khi nào đến gặp đạo sĩ Trung Thanh, vẻ mặt của đường Tuấn bình tĩnh, Trác Bình vốn cũng coi là khác khí với anh, anh còn nghĩ đến luyện đan hóa thần cho nhà họ Trác, cũng coi là cho nhà họ Trác giàu chút, không ngờ rằng Trác Bình quả thực quá nuông chiều nhân phượng, đánh mất khả năng phán đoán, anh cũng lười nói thêm. Tu vi của tôi đã toàn bộ hồi phục, lập tức có thể đi lần này nhân phượng cũng sẽ cùng chúng ta đi tu vi của con bé đã đủ đúng lúc tôi quen một đan sư muốn xin cho con bé một viên đan hóa thần trác bình nói nói đến đây trác bình không nhịn được thở dài nói đan hóa thần quá khó xin nghe nói ngoài một vị đan sư nhà họ lưu tên lưu minh có thể luyện chế ra nếu có thể mời ông ta đến nhà họ chắc chúng tôi tình nguyện dùng tất cả mọi thứ thế giới này rốt cục quá nhỏ đan sư tôi khó cầu Trương 2099 thế giới này cũng không chỉ có một mình ông nội. Thành phố Hoa Hạ, nơi này là ngoài thành phố Đạo sĩ Trung Thanh thành lập, thành phố cũng không lớn, nhưng người có thể vào được trong thành giường như đều là người tu hành mạnh mẽ, ít nhất đều là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Lúc này, Nguyên Vô Địch đang ở trong một tòa ở thành phố Hoa Hạ, người ngồi đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt cương nghị, giữa lông mày lộ ra vẻ lạnh lùng. Nếu như Đường Tuấn ở đây nhất định có thể nhận ra ông ta, người này chính là sở công minh. Ngày đó thành man thú loạn lạc, là do một tay ông ta thao túng. Vô địch, nghe nói anh bị một cô gái đánh, sở công minh cười nói. Nguyên vô địch tức giận nói, đó là do tôi lơ là. Con bé kia quả thật có chút bản lĩnh, nhưng nếu tôi chuẩn bị kịp, thắng thua còn chưa phân định. Sở công minh nói, đó là đương nhiên, anh là nhanh nhất với những người cùng thế hệ. Lần này anh đến tìm tôi có chuyện gì? chẳng lẽ có người bắt nạt anh, muốn tôi giúp anh chút giận à? Nguyên vô địch nói, đúng là có người xúc phạm tôi, làm chuyện chút giận không cần đến anh sở, tôi tự làm. Có một việc nhỏ tôi muốn làm phiền anh. Nhân Phượng đã gửi tin cho tôi, nói cô ta và Trác Bình đưa người nọ đang trên đường đến thành phố Hoa Hạ, tôi muốn xin anh sở đến lúc ấy ra mặt đánh một trận. Tôi sẽ đích thân ra tay, thu phục cậu ta. Vừa nghĩ đến sự xúc phạm và vô lễ của đường Tuấn đối ông ta, Nguyên vô địch cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Sở Công Minh nói chỉ là chuyện đánh một trận còn con ấy sao? Tôi nghe nói lần này anh tìm không ít người, dường như đều là cao thủ nửa bước hóa thần thành phố Hoa Hạ. Nguyên vô địch cười lạnh nói là tìm một số người. Tôi chỉ muốn để cho người nào biết rằng thân phận của Nguyên vô địch tôi cậu ta không sánh được bằng, muốn giết cậu ta cũng khỏi cần ra tay. Những người nửa bước hóa thân trong thành phố Hoa Hạ dường như đều mang ơn đạo sĩ Trung Thanh loại chuyện đánh trận còn con này bọn họ vẫn rất tình nguyện giúp đỡ nguyên vô địch. Sở công minh gật đầu, lại không quan tâm cho lắm. Loại chuyện nhỏ này, không đáng để ông ta phí công sức. Tinh Lam sắp thành thạo rồi, thấy anh ông ta chắc hẳn muốn rời đi rồi. Tối nhất anh chuẩn bị chút, sở công minh nhắc nhở, đừng để loại chuyện này truyền đến tai ông ta, ông ta bồi dưỡng anh đến tận bây giờ, cũng không phải để anh so đo với một tên nhãi. Thiên phú của anh rất tốt, có cơ hội đạt đến hóa thần, Đến lúc đó thế giới nhỏ này của chúng ta sẽ có hai cảnh giới hóa thần rồi. Nguyên Vô Địch nghe vậy thở dài nói, tôi cũng biết. Nhưng nếu có thể hóa thần dễ dàng như vậy, thế giới này cũng không chỉ có một mình ông nội. Sở Công Minh tất nhiên cũng biết, không tiếp tục nói nữa. Chương 2100, vậy Phong Hải Tiền Bối E là phải thất vọng rồi. Trong lòng hiện lên dáng vẻ của Đường Tuấn, Nguyên Vô Địch thầm nói, cậu không phải muốn cho tôi một cơ hội khiêu chiến với cậu sao? Vậy đợi lát nữa cậu cũng đừng khóc. Dường như ông ta đều mời những người có thể mời, trừ phi chỗ dựa sau lưng Đường Tuấn là hóa thần làm, nếu không hôm nay chắc chắn phải chết. Bên ngoài thành phố Hoa Hạ, Trác Bình và Trác Nhân Phượng đi phía trước, mà Đường Tuấn và Đồ Yên Nhi đi phía sau. Bỗng nhiên Trác Nhân Phượng dừng lại, lạnh lùng nói với Đường Tuấn, chờ một chút đi, sẽ có người đến nghênh đón các người, anh đừng để bị dọa. Cô ta đã nhận được tin tức của Nguyên vô địch mười mấy vị nửa bước cánh giới hóa thần, tôi xem anh còn dũng khí nói câu đó hay không. Trác nhân phượng thầm nói trong lòng. Trong lòng đội yên nhi có chút bất an, nắm chặt đường tuấn. Không sao, cho dù đạo sĩ trung thanh đích thân tới, cũng không làm gì được anh. Đường tuấn an ủi. Trác nhân phượng khẽ cười lạnh, chết đến nơi rồi, còn đang khoác lác. Khẩu khí quả thật lớn. Lúc này, một giọng nói từ trong thành truyền đến. Âm thanh mới vừa vang lên, một vị lão nhân tiên phong đạo cốt liền bay ra từ trong thành, lão nhân mặc một bộ trường bào vân mây, dâu tóc bạc phơ, trên dưới toàn thân đều lộ ra một cỗ khí chất của cao nhân. Ông ta vừa xuất hiện, sắc mặt trác bình khẽ biến, nhanh chóng chạy tới hành lễ, nói, phong hải chân nhân. Phong hải tiền bối, trác kim phụng ngọt ngọt ngào ngào mà hô lên, ra dáng vẻ cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, nào còn những ngạo mạn, kiêu căng trước đó. Rất hiển nhiên, Phong Hải chân nhân trước mặt này ít nhất cũng là cường giả cảnh giới nửa bước hóa thần trở lên, hơn nữa thực lực tất nhiên mạnh hơn Trác Bình rất nhiều. Ngày thường cũng khó có thể gặp mặt Phong Hải tiền bối một lần, lần này Phong Hải tiền bối lộ diện, không biết là vì chuyện gì. Trác Kim Phụng hỏi, thật ra trong lòng cô ta đã sớm biết đáp án, là cố ý hỏi như vậy. Phong Hải chân nhân nhìn lướt qua Đường Tuấn, nói tôi nghe tiểu vô địch nói có người vô lễ, bất kính với một mạch này của chúng nó cho nên mới không nhịn được muốn ra đây xem thử một chút, xem xem là kẻ nào ngông cuồng đến như vậy. Trác Kim Phụng che miệng, cười nói, vậy Phong Hải tiền bối e là phải thất vọng rồi. Ánh mắt Phong Hải chân nhân lộ rõ vẻ khinh thường, nói quả thực có chút thất vọng. Vốn tôi còn tưởng là cao thủ nào bế quan đã nhiều năm, không ngờ chỉ là một tên nhóc con, tưởng rằng bản thân có cường giả tu vi nửa bước hóa thần che trở liền vô pháp vô thiên, cuồng vọng tự đại không biết điểm dừng. Trác Kim Phụng nói, Phong Hải tiền bối quả thực là người thích nói lời thật lòng nha. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 2100.